một số các trường hợp như là các trường hợp như sử dụng quá nhiều cam thảo, insulin, kháng sinh, ví dụ như là các cái penicillin, một số thuốc gây ra hàng kali máu, trong đó có là beta adrenergic, epinephrine, đặc biệt là với bệnh nhân như nãy nói là nhân nặng, thấy không? Nó có tình trạng tăng cái catecholamine, rồi là thuốc giảm co. Là đây chúng ta rất là tiếc, không biết có bác sĩ sản nào đây không nhỉ? Có bác sĩ sản gì ở đây không nhỉ? Trong nãy giờ chúng ta thấy lĩnh vực này sản cũng nhiều ha. Rồi thuốc hen phế quản, theophylline nè, rồi insulin, tăng mất kali qua thận như là thuốc lợi tiểu. Chút xíu chúng ta thấy có cái bệnh nám này, là dẫn chứng là đặc biệt là cái furosemide, là tiểu mất kali, chúng ta dùng kéo dài chúng ta không lưu ý. Rồi mất kali qua phân. Rồi đối với magie được chỉ định cho các trường hợp nào? Đó là thiếu hụt do dinh dưỡng kém, hấp thu, tiêu chảy, nôn mửa, dùng lợi tiểu, một số kháng sinh, aminoglycosid, thuốc điều trị ung thư thì ở đây chúng ta ít gặp nha. Nội tiết, trong đó có đái tháo đường, kiểm soát kém, cường giáp, nguyên nhân khác như stress, như nghiện rượu. Như vậy những trường hợp này cần bổ sung cái magie. Đối với hiệu chứng chuyển hóa, đặc biệt đối với bệnh nhân lão khoa, đối với bác sĩ Giang nữa. Như vậy thì chúng ta ứng dụng lâm sàng bổ sung kali magie trong các trường hợp bệnh lý tim mạch, tiêu hóa, nội tiết, cơ xương khớp và các khoa khác đều có liên quan. Vậy thì kết luận, đối với kali và magie là hai cái ion nội bào rất là quan trọng trong cái việc ổn định điện học của màng tế bào, thì cung cấp đủ có liên quan đến biến cố tim mạch, giảm biến cố tim mạch, thấy không? Tuy nhiên việc đó là bổ sung thì chúng ta thấy nó có nhiều cái hình thức bổ sung, trong đó có ăn uống đó, và vấn đề ăn uống thì nhiều khi không đạt được yêu cầu, đặc biệt là magie, thấy không? Do đó cần phải có bổ sung thuốc. Tuy nhiên thuốc á, bổ sung cũng cần là đồng thời bổ sung kể cả magie và kali, giúp tăng cái khả năng hấp thu và nâng cao hiệu quả trong điều trị. Và đặc biệt thuốc dùng ưu tiên cho dùng cái gốc muối hữu cơ ác có phân tử hợp chất nhỏ gọn, dễ dàng đi sâu vào mô tác dụng tốt. Đó là cái phần nội dung liên quan. Xin cảm ơn các anh chị. Bài này nó hơi khô khan chút xíu, nhưng tôi nghĩ chút xíu nữa vấn đề liên quan đến cái phần lâm sàng này có lẽ chúng ta sẽ có cái sôi động hơn. Chắc trước khi các anh chị thảo luận, chắc mời công ty lên có một số giới thiệu thông tin công ty rồi để phần còn lại cho anh em thoải mái hơn. Anh xin cảm ơn bác sĩ. Xin kính chào quý bác sĩ bệnh viện tỉnh Bình Dương. Tôi là bác sĩ Phan Văn Mại, phụ trách khu vực miền Đông Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh của công ty Jupiter. Xin cảm ơn quý bác sĩ đã có mặt, xin cảm ơn quý lãnh đạo đã tạo điều kiện cho tôi nói chuyện hôm nay ạ. Thưa quý bác sĩ, thì Jupiter là một tập đoàn truyền thống hàng đầu của Hungary, được thành lập từ năm 1901 tại thủ đô Budapest. Và cách đây là đã 119 năm ạ, từ năm 1901. Như giờ đấy mình thành lập năm 1900 thì Jupiter có mặt ngày năm 1901.
và các cái hoạt động của Hector là nó rất là nhiều cái trụ cột, là như là nghiên cứu rồi phát triển rồi sản xuất và kinh doanh và marketing. Và đây là những cái doanh số của Hector năm 2007 thì chúng tôi đạt được 2017 thì 1,9 tỷ euro, và cái mạng lưới thì trải khắp châu lục và có 12.400 nghìn nhân viên. Và đây là cái sơ đồ mà các cái hoạt động của tập đoàn Hector có mặt ở khắp năm châu ạ. Và nó có rất nhiều cái cơ sở, trong đó có những cơ sở chính là Hungary và các cái cơ sở là mua lại hoặc cũng giống như hợp tác, như ở phân bố rải rác ở khắp nơi như là Nga, Romania, Ba Lan, Ấn Độ, rồi Đức, rồi Trung Quốc, rồi Thụy Sĩ, vân vân. Ở các nước Nam Mỹ cũng có như Mexico và Colombia và Brazil. Và đây là cái doanh số của Hector thể hiện qua cái sơ đồ này. Và thưa quý bác sĩ, Hector là một cái tập đoàn mà có cái mối liên kết với lại Việt Nam chúng ta rất là khăng khít. Từ năm 1954 thì sau khi giải phóng đất nước á, sau thì năm 1955 thì cái hiệp định lương chính phủ thì các cái sản phẩm của Hector đã vào Việt Nam theo con đường viện trợ cho miền Bắc chúng ta lúc bấy giờ. Và mãi suốt trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ thì Hector rất chung thủy với lại Việt Nam ở miền Bắc. Và sau giải phóng thì Hector đã góp phần vào cái sự hợp tác về y tế với toàn quốc. Năm 1993 thì sau khi Việt Nam mở cửa thì Hector có văn phòng đại diện tại Việt Nam. Và các cái sản phẩm mà đang có mặt ở Việt Nam, nhất là bệnh viện tay như là cái Carlton và cái Panagin và cái Lisono. Thì Panagin đó là nó kết hợp giữa cái măng dê, kali và muối cá phọc tác. Nó có một cái sự kết hợp giữa ba cái chất như vậy, bởi vì là măng dê nó giống như là một cái chất hỗ trợ để cho kali được đi vào nội bào. Như chúng ta được biết á, là kali chủ yếu là 95% nằm trong nội bào và chỉ còn có 5% là ở trong huyết tương. Cho nên á, cái vị trí mà để cho kali được phát huy tác dụng thì phải vào nội bào, thì lúc đó thì kali mới có thể giúp cho cơ thể chúng ta ở trong một số trường hợp mắc bệnh. Thì măng dê kết hợp kali, măng dê là bổ sung cho kali để cho kali đi vào nội bào dễ dàng. Và ở Hector còn một cái kết hợp nữa là măng dê kali và muối cá phọc tác. Cái muối cá là muối hữu cơ thì nó tạo cái điều kiện thuận lợi để cho kali đi vào nội bào dễ dàng hơn. Đó là một sự kết hợp của cái hãng, nó đã có tính toán. Và thưa quý bác sĩ, có một số quý bác sĩ ở bệnh viện mình cũng hay thắc mắc tại sao bổ sung cái măng dê kali, măng dê tức là panadin của Hector đó, ở trong cái tương xét nghiệm không ai thấy nó lên liền. Nhưng mà thưa quý bác sĩ, bởi vì khi mình đưa vào ấy, thì nó đã vào thẳng nội bào luôn, chứ nó không phải giống như là cái kali khác. Cho nên mình bổ sung, mình thấy trong huyết tương, mình xét nghiệm thì mình chỉ xét nghiệm ở huyết tương thôi, chứ mình không có xét nhìn thấy trong nội bào. Cho nên là khi mình bổ sung thì cần phải có thời gian. Thì lúc đó thì khi cái nội bào nó ổn định rồi ấy, thì ngoài huyết tương ta xét nghiệm ta mới thấy nó ổn định. Cho nên lúc mình, nhất là trong cấp cứu mà mình đã bổ sung kali, măng dê của tức là panadin của Hector, thì ta xét nghiệm mà ta thấy nó chưa lên, nhưng mà lúc đó thể trạng bệnh nhân tốt thì chúng ta yên tâm. Mà tại vì cái đó chắc là một số bác sĩ thì sẽ không yên tâm khi đã bổ sung rồi mà lại thấy xét nghiệm trong tư nó không lên thì không yên tâm. Nhưng mà cái cơ chế thuốc này á, thì nó đưa vào thẳng nội bào luôn, đưa thẳng kali vào nội bào luôn. Cho nên đó là quý bác sĩ mà thấy cái tình trạng bệnh nhân như là tim mạch rồi huyết áp rồi cái thể trạng rồi cái tỉnh rồi tiếp xúc tốt rồi thì chúng ta thấy cải thiện về cái mặt lâm sàng thì ta thấy là cũng tạm yên tâm. Và sau đó thì xét nghiệm thứ tư nó sẽ lên sao, bởi vì là cái kali nó đã vào nội bào rồi. Và có một cái thuốc thứ hai nữa Hector đang có mặt ở bệnh viện, tức là cái lisinodin và clonidin, là cái thuốc của nó là cái lisonol, là cái kết hợp như vậy. Bởi vì khi ta kết hợp lisinodin và clonidin đó thì nó sẽ làm giảm cái phù của cái amlodipin, bởi vì do cái lisinodin nó làm giãn cả cái mao mạch, cái tĩnh mạch đi và tĩnh mạch đến luôn.
nếu như không có cái lysinurin ấy, thì cái phù của thằng abdomen nó sẽ nhiều hơn, sẽ nặng hơn. Bởi vì abdomen nó chỉ làm cái tĩnh mạch đến mà không làm giãn cái tĩnh mạch đi. Cho nên khi ta uống thuốc abdomen thì ta thấy phù ở mắt cá chân hoặc là phù ở mặt trước xương chài, thì kết hợp như vậy nó sẽ giảm phù được cái của abdomen. Và nó cái giảm phù thì có một cơ chế rất rõ ràng. Và cái giảm ho thì không biết giải thích cơ chế nào mà trên lâm sàng thì vẫn thấy có giảm ho của cái thằng lysinurin. Đó là cái kết hợp của cái Richter. Và có một cái thuốc thứ ba đang có mặt ở cái bệnh viện mình là Gamintong á, thì cái này là nó đang nằm ở trong cái danh thông tư 30 mới ra của Bộ Y tế là điều trị cho bệnh nhân sa sút trí tuệ do co thắt mặt. Và có một cái thuốc nữa là Midodan, tức là cái tôn bilisin, đó là thuốc giãn cơ trung ương. Nhưng mà có một cái đặc tính đó là do cái tá dược của Richter thì nó là cái giãn cơ trung ương mà lại không gây buồn ngủ, nó có một cái ưu điểm đó. Mà cái Midodan thì bệnh viện mình xài rất là lâu năm rồi. Vì có cái Panadin thì rất nhiều bác sĩ thắc mắc tại sao ta bổ sung kali của mày, Panadin mày mà sao lại cái huyết tương nó không lên, bởi vì nó đã vào hết đầu vào rồi, mình lấy thì mình lấy huyết tương thôi, nên xét nghiệm không thấy lên ngang và phải chờ thời gian. Và nếu mà quý bác sĩ thấy tình trạng bệnh nhân ổn định thì yên tâm, rồi sau đó mình xét nghiệm nó sẽ chết lên. Cái nghĩ giống như là gọi là bổ sung bình thường á. Đây là những cái thuốc mà có mặt ở Việt Nam từ sau năm 1955, sau khi sau khi giải phóng thủ đô Hà Nội thì thuốc của Richter đã vào Việt Nam từ thời đó theo hiệp định liên chính phủ á. Và đây là những cái ba cái trụ cột chính của Richter, đó là chuyên sâu và nghiên cứu và phát triển các cái generic đang được triệu chứng. Ở Việt Nam á, thì Richter mạnh về thuốc tim mạch và thần kinh, nhưng mà trên cả tập đoàn á, thì lại mạnh về sản phụ khoa. Cho nên cái botino là chắc tất cả các bác sĩ cũng giống như các anh chị em trong tuổi sinh đẻ thì ai cũng biết botino. Botino là một sản phẩm phát minh nổi tiếng của Richter, là dùng để người thai khẩn cấp ạ. Và đây là cái định hướng chiến lược của Richter là nghiên cứu thuốc gốc và phát triển generic và công nghệ sinh học. Bây giờ Richter đang nghiên cứu một số công nghệ sinh học rất là mạnh mẽ, bởi vì mình chuyên dùng cho phụ nữ, trong đó có đang nghiên cứu tới cái việc là nội tiết tố thay thế cho các trẻ phụ nữ trong cái thời kỳ tiền mãn kinh này. Và đây là cái so sánh tại Việt Nam năm 1903 và 2017. Và cái bệnh tim mạch là một cái bệnh phổ biến nhất trên toàn thế giới và một cái trong những cái gây tử vong hàng đầu. Và nhất trong đó là có tăng áp, và tăng huyết áp á, là một cái bệnh mà không có mặt, không có triệu chứng, hoặc là có một số không có triệu chứng, cũng giống như là có triệu chứng bệnh nhân biết mình tăng áp nhưng mà không điều trị, bởi vì rất nhiều lý do. Cho nên là chúng ta có đưa ra một cái thuốc kết hợp lysinurin để cho khắc phục được các cái nhược điểm đó và để đem tới hiệu quả điều trị cho bệnh nhân cao hơn. Và đây là các cái sản phẩm của chúng ta nghiên cứu á. Và năm như tôi đã nói nãy, năm 60 năm nay là 63 tháng 4 năm thì chúng ta đã có mặt tại Việt Nam từ năm 1955 và không gián đoạn trong kể cả trong chiến tranh cũng như trong thời bình cho mãi bây giờ. Và năm 93 thì có mặt văn phòng đại diện tại Việt Nam và đã có công việc thường xấu đi hùng và ở văn phòng 2 ở Hà Nội và thành lập tại thủ đô Hà Nội và thành lập tại Budapest năm 1901 và liên tục phát triển. Và Adnic tức là cái Adnilin, tức là Richter là cái công ty mà đầu tiên đưa vào Việt Nam và đã có một cái nghiên cứu cùng với phối hợp bệnh viện Thống Nhất và bệnh viện 7A. Và đây là những cái sản phẩm mà Richter đang có mặt rất là mạnh tại Việt Nam, giống như Panacin, Lysinurin, Veroviron, Adnic, Digoxin và cái Loperamide và các thần kinh người can Pamodogan. Cái Digoxin trước đây là của Richter độc quyền, xài từ cái thời mà viện trợ cho Việt Nam chúng ta cho mãi đến về sau. Thời gian gần đây thì Digoxin nó có tác dụng phụ gây chậm nhiều quá cho nên nó giảm bớt cái thị phần. Chứ trước đây là xin tim là đa số xài Digoxin ạ.
và giống như cái Siducen cũng của Richter, lúc đó là sốt cao co giật hay càng ăn thăng là ai cũng nghĩ Siducen, đó cũng của Richter. Và một cái thuốc nữa là oxytocin, sau khi mà ta sốt cái tử cung rồi á, thì muốn co tử cung thì ai cũng xài oxytocin, cái đó cũng là của Richter. Đó là một số giới thiệu sơ qua công ty Nidon Richter, bởi vì theo luật bây giờ thì các hãng không được giới thiệu sản phẩm, cho nên là Richter cũng xin thoáng qua một chút như vậy. Thì mấy bác sĩ nào có quan tâm tới Richter thì xin liên hệ với tôi là bác sĩ Mại 0988026603 thì được giải đáp. Xin cảm ơn tất cả quý bác sĩ đã lắng nghe. Rồi, đại diện đặc biệt rất là cảm ơn bác sĩ Mại đã cung cấp thêm một số các thông tin về Richter, từ lịch sử phát triển cho tới các cái sản phẩm. Thì hồi nãy tôi cũng nói, hôm nay chúng ta thấy ông nói cái Panacin đó, chúng ta bổ sung nhưng mà xét nghiệm nó không có lên, thấy không? Như vậy mục đích điều trị khác nhau. Nếu mà điều trị khẩn cấp không cho nó chỉ có đơn thuần ảnh thôi là thua, thấy không? Do đó phải là có cái thuốc khác. Còn cái này nếu có thì song song hoặc là hỗ trợ thôi. Đặc biệt thuốc viêm là chủ yếu chúng ta bổ sung trong những trường hợp là những cái cơ thì mà có nguy cơ hoặc là chúng ta xét nghiệm nó ở giới hạn là giảm thì chúng ta bổ sung. Là tôi nói đây là những cái điều mà chúng ta nhiều khi bỏ ngỏ, chúng ta chưa có lưu ý. Chỉ khi nào nó giảm quá trời, nó biến chứng, chuẩn bị biến chứng rồi chúng ta có quan tâm bù thôi. Còn trong những cái bệnh lý hàng ngày thì chúng ta lại chưa có quan tâm. Và do đó thì hôm nay chúng ta sinh hoạt cũng cái mục tiêu là chúng ta nhắc lại, thấy không? Phải quan tâm đến vấn đề đánh giá cái kali, magie là một, là hai cái ion mà nó có nguy cơ mà biến chứng về tim mạch rất là cao, cũng như nó ảnh hưởng đến các cái bệnh lý mình điều trị nếu mình không quan tâm, đặc biệt là vấn đề thần kinh cơ, cũng như là vấn đề là bệnh nhân đái tháo đường liên quan. Là chút xíu thì tôi sẽ chiếu một cái bệnh án mà nó liên quan để chúng ta thấy rằng là cái việc vai trò quan trọng chúng ta theo dõi. Bây giờ chắc mời các anh chị chúng ta có thể có ý kiến trước đi, có gì cần thiết trao đổi. Qua cái phần nội dung của công ty nêu cũng như cái phần bài tôi trình bày với các anh chị, chúng ta có thể trao đổi thêm trong lĩnh vực này. Quan kiến tôi hỏi đi cho nó xôm, nghe không? Tôi hỏi xôm này. Thế thì bây giờ là một bác sĩ khoa tim mạch đi. Bây giờ với cái nội dung mà tôi nêu á, thì bây giờ trong cái lâm sàng á, để đánh giá cái tình trạng mà về vấn đề kali với magie cho bệnh nhân đi, thì chúng ta có thể căn cứ vô những cái dữ kiện gì để chúng ta có kế hoạch, thấy không? Trong vấn đề là có cần quan tâm bồi hoàn không, hay là bổ sung ăn uống nhắc nhở người bệnh trong các chế độ hoặc là điều trị, thấy không? Còn bác sĩ mới đi, bác sĩ nào mới dắt vô cái đợt vừa rồi giơ tay coi, mà đang làm một khoa tim mạch rồi, mời em rất là can đảm, thấy không? Bấm nút luôn. Dạ, về cái việc bù chưa nói bù, đánh giá trước. Dạ. Mình là đánh giá mà mình nhà có những cái triệu chứng của thiếu kali hoặc magie hay không, như là nó mối tiêu chảy, là tê tay chân, và có những cái biến đổi trên điện tinh đồ hay không. Những cái quẹt tâm hung hoặc là sống trên,
Ừ, nói chung thôi, còn lát nữa cái triệu chứng chính mà nó điển hình nó để cho cái ông khác nói chung thôi. Còn nếu không có những cái triệu chứng đó thì mình có xét nghiệm ra nó dưới giới hạn bình thường thì khi bệnh nhân ăn uống và nó quá nó dính nhiều quá thì mình gột xuống nhưng mà muốn uống nghe chưa? Dạ xin hết. Rồi cái gì cái kiến ấy, ngồi kế bên đó. Em á em quay đi. Tôi nói vậy để cho tôi thức tỉnh ha với em để buồn ngủ. Em đi có bổ sung gì thêm không? Hay đủ rồi. Dạ thì cái đánh giá chính thì mình phải trước thì mình coi theo lập sản thì mình coi cho bệnh nhân có những cái tình trạng yếu tố nguy cơ nào này bác sĩ tính có chẩn. Ông ơi nhắc lại đi. Tôi quên rồi. Thì bệnh nhân có đang điều trị thuốc và bệnh nhân có bệnh nội tiết để cho đường cơ sinh hoặc là bệnh nhân có tình trạng tiêu chảy mình phải mang thai gì đó nhiều xung quanh thì em xem cái gì những yếu tố đó trước rồi nó mới tới được xét tận mắt nhà như tim hay là nhà xét nghiệm mà chạy đồ rồi có cái triệu chứng lâm sàng mình khám thì mình có biểu hiện như yếu yếu cơ hay những cái bệnh gì không? Xin nữ đi. Xin nữ nào đang mới về làm tim mạch không? Không có nội tổng hợp không sơ? Có xin nào nội tổng hợp đâu? Nội định kinh chị á, nghe thôi thế nè, bệnh kinh hả? Có ý kiến em, có bổ sung gì không hay đủ rồi? Đây, bây giờ là thời gian đây chúng ta thấy
lúc vô là nói đá có đường nhưng mà đường ít tục lốt rồi, nên là được bù đường. Chút xíu nữa chúng ta thấy là tôi chỉ chiếu những cái gì nó liên quan bệnh này thôi. Bệnh nhân được bù, được tài truyền cái đô vu. Rồi, ngày 10 tháng 6, 17 giờ 20, chúng ta thấy việc chẩn đoán choáng tim, suy tim, nhồi máu cơ tim bắt buộc là do cái furosemic, đúng không? Mà chúng ta biết nãy cái furosemic là gì, là nguy cơ sẽ bị mất kali qua đường tiểu, nếu tiểu được, đúng không? Thôi anh em mình có quan tâm không ha? Là tiếp tục là cái này cái gì, ăn cái cotacolamin này đó, còn yếu tố dopamine này kia no lắm nữa, nó có cái nữa. Đây ta tiếp tục đó là ngày 7 tháng 10, 6 giờ cho tiếp tục lời tiểu. Tuy nhiên á, việc đó là chúng ta bổ sung cho cái xét nghiệm ngày đầu tiên á, là coi cái dung độ hay chưa thì chúng ta chưa có coi. Nhưng mà ngày hôm nay bắt đầu mới coi nè, không? Ngày hôm trước cũng có coi, giờ coi là lúc đó bao nhiêu giờ? 15 giờ đó rõ nữa. Đến ngày 16 cái này 15 giờ kali là 3.4, đúng không? Thấy chúng ta thấy vẫn rất là an toàn, nên không có vấn đề gì và vẫn rất là thoải mái. Đó. Tiếp tục ngày hôm sau vẫn là điều trị cái dobutamine với lại dùng kháng sinh này kia thôi. Vẫn tiếp tục cho kali ha, cho cái furosemic. Rồi bây giờ là đường cao nè, lúc đầu là đường thấp, giờ cho insulin. Mà insulin cũng nguy cơ là cái gì? Hạ kali nữa, đúng không? Chúng ta chưa có rất là thoải mái thôi. Điện kim này khi chúng ta đã có cái cho rồi. Đây bác sĩ trưởng khoa cũng có cám đây, giảm liều cái no. Rồi, tức là giờ chuyển qua người ta ngày 8 tháng 10 là lúc 23 giờ, rồi tới ngày 9 tháng 10 là 4 giờ sáng nè. Có cái đường thấp thì cũng có thêm cái insulin. Tôi chiếu chút xíu lên thì thôi. 9 tháng 10 chúng ta vẫn bổ sung, vẫn tiếp tục cho cái lợi tiểu. Tới là 11 giờ 15 phút ngày 9 tháng 10 thì kali còn có 2.6 thôi, để tim có sắp tỉnh, đúng không? Tim có sắp tỉnh rồi, giờ chúng ta mới cho magie kali. Đó, cho magie kali. Một giờ 30 ngày 9 tháng 10 cũng là cho kali bổ sung rồi đó. Rồi tới 23 giờ ngày 9 tháng 10 là đưa về, đúng không? Thế thì nếu giả sử như đối với bệnh này chúng ta thấy có nguy cơ rất là nhiều, nhưng việc theo dõi để chúng ta bổ sung cái kali thì kia là chúng ta coi chúng ta làm tốt chưa, lợi tiểu chúng ta cho không? Cái kali lúc đầu là 3.4 nữa, lý từ 2.6 thì xác định. Bây giờ tôi chiếu lại cho các anh chị là liên quan đến cận lâm sàng. Đây xét nghiệm lần đầu á là ngày 6 tháng 10 lúc 13 giờ 30 thì có cái xét nghiệm là kali là 4.6 nè, không? Magie cũng 0.9 mg, không có gì, đúng không? Chỉ có đường đó là thấp, là nãy chúng ta thấy là trên cái test nhanh là ba mấy mg, không? Nó phù hợp thôi. Lần thứ hai tức là ngày 7 đúng rồi, cái kia là 6 phải không? Ngày 7 ta thấy là gì? Là kali nó giảm 3.4, tức là 1 mmol rồi,
đúng không? Đó, rồi bắt đầu là Mai Nhi giảm rồi, chúng ta vẫn chưa có tác động gì hết á, vẫn cứ ung dung là gì cho là lợi tiểu, rồi vẫn ung dung là cho cái insulin điều trị. Đó. Xong cái là ngày là gì, ngày 9, tức là 2 ngày sau nữa chúng ta mới thử, tức là ngày 6 thử, ngày 7 thử, ngày 8 không, tới ngày 9 thử. Thử là lúc đó sánh đỉnh rồi, thì lúc đó kali nó là 26 nè, magie nó còn có 0.54 nè, thấy không? Nên tôi lấy cái này để dẫn chứng là gì, nhiều khi chúng ta nói rồi nhưng mà anh em chúng ta là cứ có quan tâm không, để nó rớt dần cái rớt xuống thành cái cú tim mạch luôn. Đây là nằm ở chiếc qua tim mạch, thấy không? Rồi sau đó chuyển qua hồi sức cũng điều trị xong đấy, cũng nhanh sinh về. Thế thì vấn đề chỗ là gì, chúng ta có thực sự quan tâm chưa? Thứ hai, nếu quan tâm bây giờ chúng ta phải làm gì, thấy không? Phải làm gì? Bây giờ anh em suy nghĩ và tôi lấy một dẫn chứng như vậy, chúng ta những người tham gia đây chúng ta có ý kiến trước là chúng ta phải làm gì. Bây giờ đương nhiên bây giờ suy tim phải cho là tiểu chứ, đúng không? Phải cho là tiểu chứ, đường cao phải cho insulin chứ, điều trị còn cái chuyện nó giảm đi, cái chuyện nó giảm nó phải giảm chứ, giờ ông nói tôi làm sao? Vậy chúng ta có chấp nhận cứ như thế này để cho nó tụt, cái chúng ta cứu được chúng ta về không? Vậy phải làm cái gì đây? Tôi nhường lại cho các anh chị có ý kiến đi. Anh chị coi ý kiến coi đây là cái rút kinh nghiệm có thể được hơn không? Thế lần sau chúng ta cũng có thể làm như vậy, hay có vấn đề gì chúng ta cần quan tâm. Đó, rồi bây giờ là liên quan đến điện tim. Đây. Cái này điện tim là ngày 6 tháng 10 không? Cái này không phải, 6 người đúng rồi. Cái này đo là cấp cứu anh chị. Quang chạy lại đó là cấp cứu ai đây đó? Cấp cứu của mình có Quang hả? Quang bác sĩ cấp cứu này vô tay. Đấy, thấy không? Chúng ta coi điện tim có vấn đề. Lát chúng ta ăn tim mạch rồi báo cho tôi nha, tôi quên mất điện tim rồi đó. Cái này cũng 6 tháng 10 luôn. Đây. Điện tim có dấu hiệu gì để chúng ta lưu ý không? Tại vì lúc đó là gì? Là kali bình thường mà. 4.3 nhỉ? Hay 4.6, 4.7, 4.7 chứ. Cái này là ngày 7 tháng 10 nè. Đấy. Chiếu hết đi, các anh chị có ý kiến. 7 tháng 10 ha. Đấy, tháng 10 ai đọc đấy? Những người biết thì tôi tìm cố tình bị dấu. À, bác sĩ Phan thì Trúc Giang cho đây nè. Không? Là lúc đó lên trên khoa rồi ha. Đây. Ngày 8 tháng 10. Đấy. Cũng ở chỗ qua tim mạch luôn. Ta coi điện tim có vấn đề gì không? Rồi cái này mới là 9 tháng 10. Đấy. Đấy không? Còn cái này là chỗ bác sĩ Mỹ Phương. Rồi anh em có ý kiến đi. Em đọc à? Ở đó thì em đọc đi, em có ý kiến đi. Nói, có, không bây giờ đừng đọc và nói vậy chứ đừng quay vào điện tim liền coi tổng thể của bệnh nhân á. Điện tim nó là một phần nhỏ thôi. Rồi chỉ có ý kiến thôi.
nếu nếu như sau này mình gặp những ca vậy thì sao? Mọi người đây gì? Bấm nút đi. Dạ, em xin thông cho ý kiến là theo bệnh nhân mới vào viện á, thì bệnh nhân hiện tình trạng sốc tụt huyết áp, khó thở và đánh giá một tình trạng rắn tim và máu tim cũ. Thì nếu mà đánh giá từ đầu có thể bệnh nhân là một cái dạng suy tim mất cuộc cấp mà ướt nhưng mà lạnh, tất nhiên là bệnh nhân không thiếu máu ngoại biên mà có ướt dịch ở khó thở, ướt dịch lại nên là chỉ sử dụng khoái học và cả vận mạch cả viên nội tiết và đồ glutamine và đại tiểu là em nghĩ là cũng hợp lý. Thế là còn theo dõi xét nghiệm thì em thấy cũng có theo dõi xét, chỉ có một ngày là chưa có xét nghiệm lại, thì đến ngày hôm sau xét nghiệm lại nó giảm thấp quá, thì lúc đó là bệnh nhân thì cũng vô cái tên là nhịp tim rồi. Thì em nghĩ cái phần điều trị bệnh nhân này thì về quá trình điều trị thì em nghĩ là hợp lý, chỉ có một cái chỗ hơi là cái chỗ thiếu sót, cái chỗ xét nghiệm đó. Còn trên điện tim đó thì lúc nãy em có thấy cái bài điện tim đầu, cái điện tim của em đọc đó thì chỉ giúp chồng vào cái chỗ nhồi máu cái tim cũ nhưng mà so với cái điện tim đầu thì mình thấy là QT rất là dài, mặc dù lúc này thì chưa có biểu hiện của có lòng điện giải xét nghiệm nhưng mà cái điện tim trong đây rõ là như đây giải. Em xin hết với lại ý kiến này. Rồi chị em khác chúng ta mất thời gian buổi chiều hôm nay, chúng ta nói hết đi, thấy không, nói hết liên quan đến cái phần này. Chút xíu tôi chiếu điện tim cho mấy anh chị em coi luôn, mới học cái khóa điện tim rồi nữa, như vừa mới tốt nghiệp cái điện tim cơ bản đấy nhỉ. Rồi anh em khác đi, giờ tôi phải chỉ chứ, bác sĩ chỉ nói đúng rồi, thì tôi chỉ đúng cơ chế tác dụng, đúng bệnh, đúng thuốc mà nói gì tôi. Sĩ nào tim mạch nữa, cứ tim mạch đi, tim mạch trước đi.